tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp nhận từ 210 tục cần rai đến 720 tục cần rai tất cả các bạn để tham gia dán quản lý phần link mô tả và đăng ký một cái tài khoản nha. Đầu tiên thì email. Các bạn đánh email của mình vào các bạn. Rồi các bạn bấm còn fit thì xanh nè các bạn. Rồi sau khi nó gỡ cái gì các bạn bấm vào mở mail ra vào mail computer người ta các bạn. Rồi nó gửi về cho bạn cái hộp thư các bạn, cái lục chờ hộp thư thì qua tất cả hộp thư các bạn. Rồi đây thì các bạn lưu ý nha các bạn, đây là password của mình, các bạn nhớ lưu cái password này là đăng, sau này các bạn đăng nhập nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đường link màu xanh nha các bạn. Các bạn nhớ lưu cái password vào cái cây này đi, hoặc các bạn vào đây copy. Rồi đây thì mình hướng dẫn các bạn cây KYC mới các bạn đang nhấp vào đường link, các bạn đăng nhập xong các bạn nhấp vào cái hình đen đen này nha tất cả các bạn. Mình chỉnh sửa thông tin nha các bạn. Đây thì các bạn nhấp vào một bảo mật bảo tuyết cây đặt thư mục thì các bạn vào chỉnh sửa lại mật khẩu cho các bạn các bạn. Còn đây thì mình hướng dẫn các bạn KYC nha để nhận được token các bạn. Rồi bạn bấm vào đăng ký tài chính nè. Mình tiến hành xác minh nhân tính nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm vào một tài liệu ID. Các bạn bấm vào một đăng ký nha các bạn. Rồi các bạn điền thông tin của tất cả các bạn vào. Xác minh nhân tính. Các bạn nhập vào tài liệu cá nhân thế. Rồi đầu tiên các bạn ghi họ nè. Họ thì các bạn ghi họ của mình vào. Như mình Hồ Quỳnh nha các bạn. Tên thì các bạn ghi tên điểm của mình vào. Rồi các bạn chọn giới tính nam nha các bạn. Rồi đây thì ngày sinh nhật các bạn nha. Các bạn ghi ngày mấy tháng mấy ghi vào các bạn. Các bạn dạy mình chút nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống, các bạn vui lòng nhập địa chỉ các bạn sử dụng chứng minh nhân dân. Rồi các bạn chọn vào giấy Việt Nam nha các bạn. Mấy này thì quá dễ. Việt Nam mình lúc ở dưới đây. Rồi vui lòng nhập mã chip code là các bạn lên gọi lên Google Chrome các bạn dò 93 tinh thành chip code nha các bạn. Mã bưu điện các bạn. Mình thì 90.000. Rồi quận huyện thì các bạn ghi địa chỉ của mình vào các bạn, số nhà nha. Rồi. Quyền Châu Phú. Rồi đường này thì các bạn ghi vào nha các bạn, cái đường số, đường này là số nhà này đó các bạn. Tên căn hộ, số phòng. Nhưng còn cái này không cần tên căn hộ này không cần chính xác nha các bạn. Rồi số điện thoại cố định các bạn ghi vào nha các bạn, số điện thoại của mình vào 3993177 0329931577. Và các bạn ghi xác minh đăng ký các bạn. Đâu rồi ta? Rồi các bạn up lên cho nó. Các bạn chọn vào một cái tài liệu thì gỡ nè. Một thì bắt bo bằng lấy xe. Cái phần cây xe hơi khó, mình hướng dẫn kỹ cho các bạn. Các bạn chọn vào một giấy phép nha các bạn.
giấy phép đi. Này vui lòng xin một phần một ví dụ. Rồi các bạn chụp ảnh selfie các bạn tải lên. Này mặt sau. Này một giấy chứng minh thư nhân dân mặt trước nha các bạn. Đây thì giấy chứng minh nhân dân mặt sau. Còn đây thì một cái bức ảnh selfie có hình bạn cầm dưới giấy chứng minh nhân chứng minh thư các bạn. Các bạn lưu ý các bạn post lên Zalo rồi các bạn tải về cho ảnh nhỏ dung lượng các bạn. Mặt sau để mình. Rồi các bạn nhấp vào cập nhật dữ liệu nè. Các bạn tải lên một cái ảnh giấy chứng minh nhân dân mặt trước các bạn. Rồi các bạn, một bức ảnh các bạn cầm như hình như gì nữa nha các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ đi nha các bạn. Các bạn lưu ý các bạn post lên Zalo, các bạn tải về cho ảnh dung lượng nhỏ là nó mới xác nhận nha tất cả các bạn. Rồi các bạn chờ chút nha. Rồi. Sau khi xong các bạn nó hỏi các bạn nè. Giới thiệu các công quan cộng đồng, các bạn để ý thêm nha các bạn. Các bạn chọn là tự làm chủ nè, công việc của mình nè. Của chúng tôi âm thanh 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 ăn mặc seri. Và các bạn bấm gỡ nha các bạn. Tiếp bấm tiếp theo nha. Đây là dự án của Việt Nam ấy. Rồi, cảm ơn mọi tin tưởng. Rồi sau khi các bạn làm xong rồi các bạn nhấp vào ba chỗ gạch nha tất cả các bạn. Các bạn bấm vào một. Các bạn nhấp vào một phần thưởng nha tất cả các bạn. Bạn làm nhiệm vụ nè. You can cầm phim email sau khi các bạn đăng ký các bạn nhận được 60 token có ký hiệu là RLE nè, RLE nè các bạn. Các bạn xuống đây làm nhiệm vụ theo nè. Đây thì các bạn follow join vào kênh Telegram, các bạn nhận được 50 token RLE nè các bạn. Các bạn tự join nha các bạn. Nó sẽ cộng cái token này vào một tuần sau nha các bạn. Cho nó kiểm duyệt nó cộng. Còn cái này thì xuống đây nhiệm vụ thì các bạn làm nhấp vào một token này các bạn làm nha các bạn. KYC trong vòng 24 giờ các bạn sẽ nhận được 1150 token RLE nha các bạn. Password bằng không đấy. Verify. Rồi, cái link ghép của mình là các bạn nhấp vào cái mục hộp quà này nha các bạn. Cái mục này nè, Refer User các bạn nhấp vào N token nè các bạn. Đâu ta? Các bạn nhấp vào một rep and token các bạn sẽ thấy một cái link ghép của mình chỗ này nè các bạn. Các bạn chia sẻ cho mỗi một lượt ghép các bạn sẽ nhận được 70 token nha các bạn. Còn đây thì nhiệm vụ thì rất là dễ luôn các bạn. Đây thì join Telegram group nè. Này các bạn like và follow Facebook của nó nè. Dù heo. Rồi xuống đây các bạn xuống làm nhiệm vụ đi nha các bạn. Mình làm cái nhiệm vụ à. Nhiệm vụ các bạn follow nữa nè. Follow nữa. Follow nữa các bạn like từ tweet nữa các bạn. Rồi các bạn trở về. Rồi các bạn trở về các bạn. Cái đó tóc cần nó sẽ cộng tiền sau một tuần các bạn. Rồi bạn nhấp vào dưới tiền. Bạn lướt xuống các bạn. Tóc cần gai của mình đó. Sau khi mình đăng ký mình đã nhận được 60 tóc cần gai nè các bạn. Các bạn có thể nó có thể cho các bạn transfer qua USDT, BTC, USDT rút về nha các bạn. Sau khi chương trình iGov nó kết thúc, nó đang bán EO dòng 1 nè các bạn. Trạng thái đang chờ đi mua nữa. Nó đang bán EO dòng 1 trong còn 12 ngày nữa hết nha các bạn. Dòng 1 hiện tại giá của nó là 1 token là 0.001. Dòng 3
dòng 5, dòng 5.12. Tốc cần này nó lên hoài nha tất cả các bạn cứ việc đăng ký một cái tài khoản đó đi, các bạn làm nhiệm vụ legal đi các bạn, cái việc lấy đăng ký như xe bạn bè và người thân. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn, mọi thắc mắc không hiểu các bạn cứ để lại một comment bên dưới, mình trả lời cho các bạn đừng quên like và đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Video này mình đến đây cũng kết thúc, xin chúc tất cả các bạn kiếm thật là nhiều tài khoản các bạn, chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn các bạn vào những clip video tiếp theo nhé.